trở về đi đi đến trở về.
dâng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Xung quanh ở nơi đây thật dễ đến sau mới cả. Ánh mắt lấp lánh nhìn hờ chào tôi, chào người bạn ơi. Đường chẳng được dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từng trên mái nhà. Đường chẳng được dài mà ta qua, đều để lại kỷ niệm quý giá. Để điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời dạng người vươn cao lên từng trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua, điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Kính thưa anh Thăng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Lâm Đồng, kính thưa tất cả các anh chị trong Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Lâm Đồng, kính thưa toàn thể bà con là những người được chọn để Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Lâm Đồng để trao những phần quà ấm áp yêu thương cho Xuân Nguyên Đán Canh Tí năm 2020 tại xã Tà Nung ngày hôm nay. Kính thưa các anh chị, thì xã Tà Nung là một cái xã vùng xa của thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt gần 20 km, là một cái vùng có dân số khoảng trên 6.000 dân, mà trong đó thì trên 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc thiểu số ở đây sống chủ yếu vào nghề nông nghiệp. Và nghề nông nghiệp thì cái khu vực này đa số là trồng cà phê. Đất thì triền dốc, đồi cao cũng tương đối là khó khăn trong sản xuất. Còn các cái việc hoạt động khác thì thật hạn chế. Với những cái tấm lòng của các anh chị để mang cái tình thương chia sẻ cùng với bà con có điều kiện hoàn cảnh khó khăn nói chung trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và xã Tà Nung nói riêng, thì đã góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương và các mặt thường quân của nhà hảo tâm khác để chia sẻ với bà con những cái hoạt động thiết thực như cụ thể như buổi sáng hôm nay. Thì nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương xin rất trân trọng và cảm ơn những cái tấm lòng của anh chị lãnh đạo hiệp hội và những cái thành viên trong Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Lâm Đồng đã đến với thành phố Tà Nung trong dịp này. Cũng nhân dịp xuân canh tí năm 2020, thay mặt lãnh đạo ủy ban nhân xã tin chúc anh Thăng cùng các anh chị trong Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Lâm Đồng dồi dào sức khỏe và sẽ bước sang năm mới và làm ăn đạt sự như ý, để góp phần và tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo cho những địa phương trong những năm sau. Xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp nối chương trình thì Hội Doanh nhân Trẻ sẽ mời các bác lên để nhận những phần quà của mình ạ. Ooh.
tay nhau hôm nay, lòng muốn nói bao điều. Gọi tình thương trong ta khởi những trái tim yêu người. Tôi với bạn chung tiếng lòng, cùng nhau sưởi ấm những khó khăn, cùng nhau sẽ chia một vòng tay bao la từ phố xa đến khắp thôn làng. Nhiều người tìm mong manh thân đau yếu bao bệnh tật, xin hãy cùng, xin hãy cùng chung tấm lòng, chung tấm lòng người Việt đùm bọc yêu thương. Vòng tay nhân ái khắp nơi nơi, vòng tay nhân ái chính trong ta, trong mỗi người. Khi thấy ai gặp nạn, đồng lòng mình cùng sẻ chia. Vòng tay nhân ái khắp nơi nơi, vòng tay nhân ái hãy thương người như thương chính mình. Hãy thắp sáng lên niềm tin và ta hát cảm ơn cuộc đời. Một vòng tay bao la từ phố xa đến khắp thôn làng. Nhiều người tìm mong manh thân đau yếu bao bệnh tật, xin hãy cùng, xin hãy cùng chung tấm lòng, chung tấm lòng người Việt đùm bọc yêu thương. Vòng tay nhân ái khắp nơi nơi, vòng tay nhân ái chính trong ta, trong mỗi người. Khi thấy ai gặp nạn, đồng lòng mình cùng sẻ chia. Vòng tay nhân ái khắp nơi nơi, vòng tay nhân ái hãy thương người như thương chính mình. Hãy thắp sáng lên niềm tin và ta hát cảm ơn cuộc đời. Vòng tay nhân ái khắp nơi nơi, vòng tay nhân ái chính trong ta, trong mỗi người. Khi thấy ai gặp nạn, đồng lòng mình cùng sẻ chia. Thị trấn Nam Bang, ông Hoàng Ngọc Trọng và toàn thể các vị đại diện và lãnh đạo và các cô dì chú bác đã có mặt trong ngày hôm nay để mừng xuân yêu thương. Hôm nay Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh Lâm Đồng đã có mặt ở đây để cùng thân vui cái niềm vui này. Thì hôm nào em xin mời lãnh đạo xã cùng với anh chị trong ban lãnh đạo và các anh chị đang có những tình yêu. Kính thưa cụ ông các bà, thưa các anh chị trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, chăm lo cho những hộ khó khăn trong các dịp lễ Tết, đó là một cái truyền thống của người Việt Nam ta. Và lần này là lần thứ hai thì trên Nam An được đón nhận tình cảm của các anh các chị Hội Doanh nhân trẻ về tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trong cái dịp Tết này. Và chúng tôi rất là trân trọng tình cảm ấy và cũng hy vọng là trong các dịp tiếp theo địa phương sẽ được đón nhận tình cảm của các anh các chị và thay mặt cho các vị địa phương gửi lời cảm ơn Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng và cũng mong là các chị luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều thành
Và đối với hộ nghèo, cận nghèo địa phương thì đây cũng là một cái dịp để chúng ta đón nhận cái tình cảm, và cũng mong rằng chúng ta sẽ đón nhận cái năm mới Canh Tí 2020 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, và chúng ta cố gắng vươn lên để thoát khỏi đói nghèo trong cái năm tới. Và các vị đại chính quyền địa phương một lần nữa hết sức trân trọng và chúc các anh các chị trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng năm Canh Tí 2020 có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin nhắc lại như này, đề nghị là Ánh Sáng và Anh Nguyên sẽ giúp. Chờ mong hạnh phúc đến, ấm áp yêu thương cùng nhau quay quần đón xuân sang. Một năm vội vã dù nơi rất xa, lòng luôn mong ngày xuân về bên gia đình ấm êm, niềm vui tràn nước mắt, vòng tay chặt thắm thiết sẽ chia buồn vui ngày qua cùng đón nắng xuân. Xuân đến bên cuộc đời, bao lo sẽ qua cho ta nụ cười. Qua bao nhiêu đổi thay, mùa xuân vẫn mãi xanh ngời, nồng ấm bên nhau mùa xuân, cùng hát vang câu mùa xuân. Xuân ngất ngây